Đây là con đường đất dẫn vào lô đất dãy chúng ta quý anh chị nhé. Và lô đất dãy chúng ta bắt đầu từ hướng tem chỉ đây quý anh chị, từ cái hướng này. Ở kéo dài sang bên đây là lô đất dãy chúng ta. Ở trên đất chúng ta thì có một căn nhà dãy như thế này, cũng đủ chúng ta ở nghỉ ngơi làm vườn làm dãy quý anh chị nhé. Chúng ta ở tạm để chúng ta làm vườn làm dãy thì cũng rất là thuận tiện luôn. Đây, trên đất chúng ta có điện ba pha quý anh chị nhé. Có điện ba pha và có giếng tưới. Để quay cái giếng cho quý anh chị chúng ta xem. Đây ạ, đây là cái giếng tưới nhé. Và lô đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Ia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Từ vị trí lô đất chúng ta chỉ cách đường nhựa liên xã khoảng 1 km ạ. Và chúng ta di chuyển về trung tâm ủy ban xã trường trạm chỉ khoảng 3 km quý anh chị nhé. Đây ạ, khu vực này cà phê của chúng ta toàn bộ là cà phê tơ nhé. Do gia chủ về quê không ở đây nên là đợt này chưa phát cỏ được nên cỏ mọc rất là rậm rạp luôn quý anh chị nhé. Đấy, tổng diện tích lô đất chúng ta là được 7,1 hecta, 7,1 sào quý anh chị nhé, tức là 7 sào 1 đó quý anh chị, 7 sào 1. Toàn bộ là cà phê đông đặc như thế này. Đấy, cà phê này thì cà phê không chăm sóc được nhiều nên là cũng hơi xấu quý anh chị nhé, cà phê hơi xấu. Và gia chủ thì đang gửi em bán với giá là 420 triệu. Còn thương lượng cho quý anh chị nhé. Bao sổ sách cho quý anh chị luôn. 420 triệu cho tổng lô đất chúng ta là 7,1 sào quý anh chị nhé. Đấy. Cà phê thì bên này là cà phê tơ. Và bên này là cà phê già quý anh chị nhé. Cà phê già nhưng cũng đang còn cho trái rất là ổn định quý anh chị. Đấy. Trái cà phê thì còn khá là nhiều. Còn cho chúng ta nguồn thu khá khá đấy quý anh chị nhé. Đấy, tổng diện tích của chúng ta là 761 với tổng tiền của chúng ta là 420 triệu và giá này thì còn thương lượng cho quý anh chị nhé. Giá còn thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Đất chúng ta là chất đất đỏ Ba Gian quý anh chị nhé. Đây ạ, chất đất đỏ Ba Gian. Đất chúng ta cũng khá là bằng phẳng, chỉ có độ thoải nhẹ nhẹ một chút thôi quý anh chị. Và đất chúng ta giáp cánh đồng quý anh chị nhé. À, cái hướng mà giáp cánh đồng đó thì nó khoảng 2 sào, nó hơi dốc một chút thì lát em sẽ quay quý anh chị chúng ta xem luôn. À, vì giáp cánh đồng nên là nó hơi dốc một chút quý anh chị nhé. Đó chúng ta là view cánh đồng luôn, thì bây giờ em sẽ đi sâu vào bên trong quay quý anh chị chúng ta xem cây trồng và cái khu vực đất dốc cho quý anh chị chúng ta xem luôn nhé. Có khoảng 2 sào đất gọi là hơi dốc thôi quý anh chị, dốc mức độ là chấp nhận được chứ không có dốc quá quý anh chị nhé. Khu vực này có dân cư ở xung quanh hết quý anh chị nhé. Dân cư ở xung quanh của chúng ta cũng khá khá là nhiều quý anh chị. Trong này dân cư làm rẫy thì hơi thưa nhưng mà có dân cư ở xung quanh quý anh chị nhé. Đây là con đường đi ở giữa lô đấy quý anh chị. Đây cà phê đây. Do gia chủ về quê, có việc đột xuất về quê nên là không chăm sóc được, cỏ dã rất là... Mùa mưa xuống thì cỏ rất là rậm quý anh chị. Quý anh chị nào chúng ta mua được cái sản phẩm này, chúng ta tiến hành chúng ta phát cỏ, chúng ta bón phân quý anh chị nhé, cho cây cà phê của chúng ta phát triển tốt hơn ạ. Đây cà phê của chúng ta thì khu vực này là cà phê già quý anh chị nhé. Khu vực này cà phê già nhưng cành cây cà phê của chúng ta, cành cấp thì còn khá là ổn định. Chúng ta chăm sóc phân bón vào thì cây cà phê của chúng ta sẽ còn phát triển tốt quý anh chị nhé. Vâng, với 7 sào 1 thì với tổng tiền của chúng ta chỉ có 420 triệu thôi. Thì cái giá này còn thương lượng cho chúng ta nhé. Đây, đây em xuống cái khu vực này. Đây ạ, cái khu vực này là cái khu vực như em nói là nó hơi dốc một chút đây quý anh chị nhé. Đây nó chỉ có hơi có cái độ dốc nghiêng một chút thôi, không đáng kể đâu quý anh chị nhé. Cái khu vực này cà phê rất là đẹp luôn. Đấy, nhưng mà nó do nó cỏ quá em không có lội xuống được thì em sẽ quay sơ qua quý anh chị chúng ta quan sát vậy thôi. Quý anh chị nào chúng ta quan tâm thì chúng ta cứ đến xem trực tiếp nhé. Cái lô đất rẫy này thì cà phê là toàn bộ là cà phê đông đặc hết quý anh chị. Đấy. Tổng diện tích của chúng ta là 761 quý anh chị nhé.
cái chỗ này nó có khoảng một sào, có khoảng một sào. Đây là trước đây gia chủ trồng tiêu nhá, nhưng mà tiêu chết đi thì gia chủ chưa có trồng cà phê, thì nó chỉ có mất khoảng một sào ở đây thôi. Mất khoảng một sào đây là bây giờ đang bỏ đất không của anh chị nhá. Tức là cà phê của chúng ta đang khoảng 6 sào của anh chị. Đây, quay cánh đồng lúa cho quý anh chị chúng ta xem. Đây ạ. Đất chúng ta giáp cánh đồng của anh chị nhá. Ở đây nước rất là nhiều luôn quý anh chị. Quý anh chị nào chúng ta về đây chúng ta mua cái sản phẩm này, chúng ta trồng một vườn cây ăn trái ở đây thì nó rất là phù hợp quý anh chị nhá, rất là đẹp luôn. Đây, quay cái khu vực đất dốc quý anh chị chúng ta xem. Cái khu vực đất dốc đây thì trước đây gia chủ trồng tiêu đây. Gọi là đất dốc nhưng mà nó không dốc lắm đâu quý anh chị nhá, nó chỉ có độ nghiêng nhẹ thôi. Nó nghiêng nghiêng vừa phải thôi quý anh chị nhá. Đấy, nghiêng vừa phải thôi, nhưng mà khu vực này thì mất khoảng một sào trước đây trồng tiêu đây. Đấy, trước đây trồng tiêu và bây giờ tiêu chết hết rồi. Thì đang bỏ đất không. Nếu quý anh chị chúng ta mua được chúng ta trồng luôn vườn cây ăn trái vào đây thì rất là phù hợp luôn. Đấy, cà phê quý anh chị. Quý anh chị có thể quan sát nhé, khu vực này toàn bộ cà phê hết. Em xin nhắc lại địa chỉ đất chúng ta nhé. Đất chúng ta có địa chỉ tại xã Ia Co, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Từ vị trí này di chuyển đến trung tâm ủy ban xã chỉ khoảng 3 km ạ. Và chúng ta di chuyển đường đất khoảng 1 km quý anh chị nhé. Và chúng ta di chuyển về trung tâm thị trấn Chư Sê chỉ khoảng hơn 10 km quý anh chị nhé. Khoảng hơn 10 km. Và tổng diện tích của chúng ta là 761, gia chủ đang gửi em bán với giá là 420 triệu, còn thương lượng quý anh chị nhé, giá bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo theo số điện thoại 0822 727 679 để em gửi thông tin và tư vấn kỹ hơn quý anh chị nhé. Bây giờ em xin phép được kết thúc video ở đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.